đây mình sẽ gô đai máy 3 gia quy 36cc với 1 lít xăng thiếu. Chết sụp vô lái, sụp vô ga. Có mình lên thêm 2 tịch. Rồi, xong, bỏ xăng. Xăng đầu tiên chẳng lớn như chẳng hết. Ôi trời. Xe đẹp trang. Rồi để mình sang bên bên. Nửa bên này. Thì mình nửa lít. Thì mình vô đây là khoảng 15 phút rồi cho máy nó cắt. Tiến hành bơm bong bóng. Đây bong bóng này, đầu bơm. Đó, xăng lên bong bóng rồi. Xăng vô đường dẫn rồi. 4.
đi quá cực.